tại Bình Dương, có một tập đoàn địa ốc luôn kiên trì theo đuổi giấc mơ, tạo nên những khu đô thị hạnh phúc. Ruby Group mang giấc mơ đến gần hơn với người dân Bình Dương. Cách đây 3 năm, Ruby Group bắt đầu viết nên những khu đô thị hạnh phúc cho người dân Bình Dương tại dự án khu đô thị Thịnh Gia với gần 2.000 căn nhà phố và 1.000 căn hộ cao cấp. Đây là một trong những khu đô thị lớn và đáng sống nhất tại Bến Cát, Bình Dương. Khu đô thị này lập kỷ lục tại Bến Cát, Bình Dương khi chỉ mất 2 năm để Ruby Group biến một vùng đất sình lầy, hoang hóa thành một khu đô thị đáng sống với hạ tầng chỉnh chu, hoàn thiện, không gian tiện nghi, xanh mát, trong lành. Tại nơi đây, những mái ấm sẽ thay thế cho những giấc mơ chập chờn, ám ảnh nơi xóm trọ. Đó là nơi mà mỗi người đều muốn trở về sau mỗi ngày mệt mỏi. Và đặc biệt, nơi luôn rộn rã tiếng cười con trẻ. Với khu đô thị này, lần đầu tiên những người dân nhập cư tại Bình Dương có thể sở hữu một tổ ấm trong mơ với cuộc sống tiện nghi mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thì chị trước thì chị cũng không tính là chị mua, tại vì có lần anh dẫn lên coi thì chị thấy chưa thấy làm công trình đấy, chưa có làm gì hết, chị không dám mua. Chị về một thời gian anh lại dẫn lên coi lại lần nữa, họ làm cũng được mấy dãy rồi, chị thấy là sạch sẽ, với lại đường ngõ cũng làm hết này này, thấy sạch sẽ chị quyết định chị mua. Với một cặp vợ chồng trẻ và một đứa con, đúng không? Khi mua được nhà thì chắc chắn tâm lý thoải mái hơn về cái sinh hoạt gia đình, về cái ăn ở, rồi tất mình cảm nhận được những cái không gian sống xung quanh sạch đẹp an toàn, và trẻ thì có cái môi trường người ta chơi an toàn và khác xa về cuộc sống ở trọ. Kể từ khi mua nhà tới giờ là đã được 1 năm và mình đã được xem sổ của mình, và trong ngày hôm nay mình một số người trong khu đã đi nhận sổ đấy. Thì nói chung cái cảm giác an toàn mua nhà thì cái điểm người ta chú ý nhất là cái tính pháp lý của một căn nhà của mình. Thì nói chung đối với cái dự án này thì mình cảm nhận nó rất nhanh. Thì tức là trong vòng 1 năm là đã có sổ rồi. Nói chung thì vào trong đây thì dễ làm ăn hơn ở quê mình. Trước mắt thì cũng thấy tạm ổn. Từ tạp hóa đến tiệm thuốc rồi đến các con nước cái gì cũng có đầy đủ cả. Nói chung là bây giờ là cuộc sống của mình nó tạm ổn thì mình chỉ có lo lập nghiệp nó thôi. Ở đây đó thì hàng xóm họ thân thiện, cái không khí thì nó cũng lành lắm, đại loại nó không gắt gao như ở Sài Gòn. Ở đây thì nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ, mà cái ăn sinh nó tốt lắm. Camera lắp hết rồi, đường nhà chú cũng có bảo vệ, thì ba cổng mấy cái cây xanh này cũng có chăm chút vô, rồi quét đường vệ sinh, nói chung nó sống thoải mái lắm con. Nhà chị Yến thì chị ở khúc dưới này, chị cũng vui vẻ lắm. Trung thu hay là Noel các thứ là đều có quà cho các cháu hết. Hay ngày Tết ngày nhất vậy cũng quà cho các gia hộ từng căn một. Rồi cho những công nhân cũng thấy có quà. Chị thì chị hài lòng, tại bà con cũng vui vẻ lắm. Chủ đầu tư của dự án thì mình thấy cũng là một người có tâm và có tâm. Bởi vì để mà xây dựng được một cái dự án lớn thì chắc chắn người ta có rất nhiều cái tầm nhìn lâu dài. Thì khi mà nhà mình hoặc là cơ sở vật chất xung quanh có sự cố thì bên chủ đầu tư chỉ đạo cho anh em thầu khắc phục sự cố rất nhanh. Nói chung không ảnh hưởng lớn tới cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh này. Chủ đầu tư ở gần đây thì người ta làm mọi cái nó chỉnh chu hơn, nó tốt hơn. Thực sự ở đâu cũng vậy, có người giàu, người nghèo. Cái quan tâm của cái người chủ đó đối với lại cái chuyện phúc lợi cho mấy cái người mà họ sống ở đây á, chú thấy nó hay á. Có cái tấm lòng lắm, bả chăm từng chút mà lâu lâu cái đi bộ thả bộ ra đây gặp tụi chú hoài chứ gì, rồi hỏi có gì không gì đó, thì tất nhiên là ở đây tụi chú đứa nào không kêu hết á, nhưng mà đều được đáp ứng hết. Sau Thịnh Gia Residence, Ruby Group tiếp tục viết nên những câu chuyện mang những khu đô thị đáng sống tới người dân Bình Dương với các dự án. Thịnh Gia Tower tọa lạc ngay trong lòng khu đô thị Thịnh Gia, có quy mô hơn 1.000 căn hộ với hàng loạt tiện ích đáng sống như khu shop house thương mại, công viên 4 hecta xanh mát, hồ bơi phong cách resort. Royal Center tọa lạc ngay thành phố Thủ Dầu Một. Royal Center quy mô 3,5 hecta với 250 căn nhà phố cao cấp liền kề. Dự án khu dân cư sinh thái Phú Gia Điền quy mô 8 hecta gồm hơn 400 căn nhà phố và biệt thự view sông. Dự án Ruby Castle nằm trong khu đô thị cao cấp Đỗ Gia, tổng diện tích hơn 2,3 hectare, nổi bật với 2 tòa chung cư cao cấp 25 tầng.
Cái Tâm khẳng định cái tầm, khách hàng giờ đây không chỉ nhớ đến Ruby Group với thương hiệu bất động sản chất lượng tại Bình Dương, mà còn bởi cách chủ đầu tư này tham gia ở ngay những dự án của mình để cảm nhận, giúp đỡ cư dân những khi cần thiết. Ruby Group, giá trị vĩnh cửu.